cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Còi La Lin. Quý cô bác ơi, ngày hôm nay thì vợ chồng em Còi tiếp tục là quay trở lại với nhà anh Sử để xem là công trình của nhà anh Sử đến đâu rồi. Ồ, chào chị Văn nhá. Ngày các bác đã chát cái chỗ này, chát chỗ để mà chuẩn bị cái bệ bếp ga. Hôm nay ốp cái này à? Xong rồi à? Chưa à, em bảo anh đào cái đường ống quả trồng lợn chưa? Chưa. Vậy thì đào luôn nhá. Vâng. Đào cái ống trồng lợn bởi vì là đào luôn thì chiều nay mang ống lên. Vâng. Anh sửa bởi vì cái chuồng của mình là không thể nào mà để cái hố phân ở đây được, bởi vì để hố phân ở đây thì nó sẽ có mùi lên trên nhà, đặc biệt là gió lại còn hay ở hướng này thổi vào nữa. Bây giờ thế đất mình không có cho nên mình phải đào ống như thế. Vâng. Để mình cho chảy xuống dưới kia. Vâng. Dưới hổm đáy luôn không có nhà ấy. Vâng. Con sẽ phải đào sâu hơn nữa. Đây. Đây là anh chủ anh đào là cái hổm của bể cốt đây. Để khi qua tường gà ra đây. Đi theo đi tới rãnh này. Đây phần trùng lợn thì chắc phải đào ở chỗ này đấy. Vâng. Để hỏi các bác thợ. Vâng. Đào theo mình cũng đào theo rãnh, cho dây ống theo rãnh ấy. Vâng. Đào xong mình sẽ chôn dây. Tao không mặc cái áo vào cho nó đỡ lạnh. Vâng. Nóng quá mà kệ nó thì chịu chứ mà. Vâng. Trường lợn này con lợn trên bản nhảy không anh Sử? Dạ. Nhảy được đâu? Không nhảy được đâu. Ừ. Là cái nước thải của cái nhà bể phốt đây. Công chứ, ở trên này đã công. Đi nhờ thì... Có ống mà, cho ống thử vào anh Sử. Vâng. Đỡ phải chỉnh nhiều. Cái ống trắng ạ. À? Đây này, ống bên kia bên bên. Đo thử xem. Làm dầu được. Ừ. Làm tí mình thì cắt xịt hai ca. Tí ra làm mình chẳng phải lắp luôn. Chuối ở rãnh này, chuối nhà ai anh Sử? Hả? Đấy. À. Em bảo cái dây đen thì mình ngoài trời chẳng đến đấy. Này phải mất công đào một tí thôi, nhưng dưới chỗ này thì vâng, phải đào mấy. Đến đấy. Có khi mình thích thì mình đặt ở ống ở rãnh cũng được. Đó, không, ba cái này bằng một cái ống. Nóng lắm. Cái ống này, cái này mình làm giống cái rãnh ở bên này. Đúng rồi. Làm cái... Đây, và chỗ cái rãnh chỗ này. Này, xong rồi ống đào đấy thôi. Đào ra đây thôi, mình cho dưới rãnh này chắc châu bò không có đi đúng không? Tầm được chắc hơn tuần nay là mặt trời mọc sớm nhỉ? Sáng sớm mà mặt trời đã lên. Thả ống đi theo. Ừ. Đúng rồi. 5 giờ trời đã sáng rồi, xong rồi tối là 7 giờ còn chưa thấy tối mấy. Ừ, cứ xem thế nào đặt ống nào. Một quận. À, đưa em nắp cho. Ở đây sao ấy? Hút với keo nữa. Anh cầm thêm cái cưa nữa, cái cưa bé bé ai, cưa sắt đấy. Cưa vẫn có nhưng còn có cái kem đấy chị. Ừ. Keo đánh răng đấy. Kem ở trong túi thì có. Không được cả keo đây. Sao nó cứ bọt bọt nó sôi lên nhỉ chị Vân nhỉ? Nhà tắm rộng như này thì tha hồ mà tắm thùng.
Mùa đông. À không, để lối đằng kia thôi. Hơi phơi nắng quá à? Vâng. Thấy cong cong một tí. Có to như nhau không? Rồi, con như nó rồi mà. Một loại rồi mà. Một loại. À, em mang đây. Để em cắt. Tiếc quá nhỉ. Mà anh bảo cái này cưa được sát cưa được lâu lắm. Và anh mang đi cưa cái cột nhân nó động hết cả cột nó mạnh quá. Con nói anh cưa cái sắt ở trong cột hiên đấy á? Và anh mang đi cưa, xong rồi thường đoạn dài mà anh mang đi cưa lâu kiểu được một tí tẹo rồi. Lấy máy cắt sắt mà. Đấy cho đi mượn máy. Cái kia mà cắt đi, cái để đây. Cắt cái gì? Cái đồ. Áo dài mũ. Một kẹo. Nóng quá. Vâng. Ê, anh sửa. Dạ. Đứng ở góc này để cho em cái ống ấy. Nóng quá. Ôi, chảy hết mùi. Ngoài kia đẩy. Vâng. Đẩy. Đứa này. Nó vẫn có cái đầu to đúng không? Ừ. Anh ơi, nhích về kia, nhích về bên kia. Nhích về bên này. Bên phải. Bên này. Đúng rồi, đúng rồi. Thẳng lên. Xoay lên được. Ok. Đâu. Thế nhá, anh đứng đấy đẩy cho em cái này nhá. Vá. Thế cho nó chắc còn chưa vào kíp hay sao? Ngâm xuống lại sửa. Gà đây nó đỡ lún. Phải tưới nước vào đi chứ đất này khô lắm mới không chặt được nhỉ. Anh Sửa ơi, cho anh phải tưới nước vào đây đi. Nó khô quá. Vâng. Cào hết đã. Cào cái chỗ kia đi. Vâng. Không cần ạ. Được không?
bên này thì 1, 2, 3 bức tường đều xong rồi đấy ạ. Này là gần 2,5 thôi. Chiều cao nhà tắm nhà vệ sinh nhỉ? Tận dưới này. Tít dưới này xuống. Đấy quá sạch rồi. Vâng. Nó chảy xuống rãnh. Vâng. Dưới này có mương đi. Ừ. Để trưa nghỉ cho nó mát. Trưa rồi cho nên là chúng em cũng xin phép là đi về ăn cơm thôi ạ. Các bác thợ thì cũng về ăn cơm vì trời nóng quá. Chiều lại làm tiếp. Bây giờ đã là giờ chiều rồi. Chiều nay là các bác thợ tiếp tục công việc. Cao rồi nhỉ? Đủ để nghiền bao ngô à, cái quần đấy. Quần này nghiền ngô tốt nhất ấy. Nghiền ngô xong đựng ngô vào trong đấy á. Thế à? Trong cái máy nghiền đấy à? Cái ống ống to to đấy nhỉ? Có phải không hả anh Trao? À. Rồi em mới biết là trong cái máy sát gạo đấy đấy là có cái quần ống đấy đấy. Cái ống đấy là ống này bông. À. Đấy, nó toàn làm cho ông chuyến đấy chứ. Ngửa tí nữa. Ngửa hết cỡ rồi bác ạ. Ta đi ngửa tí nữa nè. Đổ đây bác ạ. Bẻ ngửa cái kia đây mà. Không bẻ được. Ta đi. Ta đi ra để cho nó quay thẳng ta đi nè. Không, cắt cơm đấy. Ta lâu bẻ ngửa đi. Không ngửa được nữa bác ạ. Đi gãy cổ ở đấy. Sao không ngửa được, bèn gạch đây đi, con này đi đó. Ui. Bèn gạch bên đường trước đi, con nó đổ ra. Sao không ngửa lên, không ngửa nữa lên được. Gãy cổ đấy. Như mình cũng ngửa quá, cũng gãy đây bác. Đây đâu, nào cho cái máng đây. Máng đổ nữa lên đây. Mặt nó là sang, nó là sang ở chỗ anh nái to, nó chẳng nóng rồi. Đấy là việc của mày. Nước xa, suối xa. Đấy chứ anh chung lấy vợ đi. Con gái thế nào? Có khi nó còn mòn xuống trước cổng đi, ông đừng có là tét. Hả? Còn nó còn mòn xuống trước cổng ấy. Chịu rồi mà. Cứ chiều anh Trung tí anh Trung dỗi đi về bây giờ. Anh Trung nhỉ? Đang Covid này tranh thủ lấy đi. Đúng rồi. Có phải là chưa đủ tuổi đâu. Thằng này á? Thằng này năm nay cũng 14 rồi sao mà. Yeah. Còn chưa biết cái mùi con gái như thế nào. Ai biết được anh Trao. Đi sang bên kia. Đi sang bên kia. Chưa được cầm cái quần quần. Cái này sao mà nan.
Những người mong mình là tầm cái tuổi này mà chưa lấy vợ là hiếm đấy nhỉ anh nhỉ, ít khi gặp lắm nhỉ. Thế rồi. Chứ mình mong mà vợ hiếm á. Dạ. Chứ anh vẫn chưa có vợ mà. Thích thì em về nhà, không thì bỏ chạy mẹ đi. Bỏ chạy mẹ đi. Mày tắt cho anh cái quạt đi, cái gió quá. Mát quá à? Tướng xong rồi. Chị làm cho anh cái quần này á? Cái bữa đi chợ quần à? Cái bữa này đời lắm đây này. Ngồi được kia nó như kiểu cát này, nó thành lâu. Làm cái bạc cưới này. Bữa này bị dẻo lên. No. Mà mấy cái thằng ở bên là nó chở 4 bao xuống dưới này, xong rồi cái bọn ở dưới kia nó điện về rồi. Đâu trên này một cái gà đó mà. Cái này nhỉ? Đã, tay không? Vừa hết luôn mà. Mẹ người lớn không có trẻ con cứ. Còn tôi kia đó cũng chỉ 6262. Chắc không đi nổi. 6262 gần bao á? Vâng. Yếu thế này. Bán thóc gì mà 70 thôi hả anh? Gạo xén củ á? Vâng. Có 70 thôi á? Không. Là 70 thôi á? À? Tức là 8.000 một cân thóc. Vâng. Ôi rẻ thế. Thì đã bảo là nhất trí là 90. Thế họ lại mua có 80 à? Là giá 90. Ôi trên nhà bố mẹ em là 10.500 năm nay còn thấy rẻ lắm rồi mà ở đây là 80 vậy quá rẻ rồi. Thóc 6 à? Sống chỉ như thế thôi, có bị mưa, bị ướt, bị như thế nào đâu mà xấu, xấu như thế nào. Đến thân hạ trạm đây có gì đấy, cánh tay của nó thế à? Ông ơi, ông kia mới nói tám. Có khi nó còn... trong móng tay của nó ngoài ra thật cũng có hàng thóc người ta mua từ vật tư cả mà. Thế vậy là năm nay thương lái ép giá à? Lúc đầu làm giá thì 90. À, xong mua 80. Anh bảo là cực quá mà 90 xong là vội vã xong trở xuống một phát 9 xe chở 17 bao. Xuống đấy xong là chúng nó vội quá, đói quá đây, 90 giờ đêm rồi mà. Thì chúng nó hạ hết thóc đấy xong chúng nó về hết thì lúc đi qua ông ra thì nó lại bảo 70 ấy. Thì lúc không có ai trở lên nữa. Đấy là ép giá rồi còn gì. Xong mới gọi về thì còn 4 bao thì để ở dưới đường là còn cái bọn là bên này thế toàn mấy thanh niên bên này thì nó đói quá nó về nhà ăn cơm nữa, nó không chở nữa. Đó mệt. Thóc nào vậy chứ không bao trong xem chưa một tấm ấm đào từ đào cái đào quá thì đào buông từ chỗ này sang kia luôn đi thì lắp buông cái đường kia lắp buông à. Ừ. Ôi em có tưởng chiếc chéo thế này sang kia. Làm sao mà chéo được? Này chéo xong ra đấy lại chéo nữa à? Nghe anh làm mọi người không à? Ừ. Ôi. Cái đèn nó phải vuông kìa. Vâng. Tiền. Nó có nó. Nó lát đến mà tiền. Nè, nó lát thế mà. Đào xong chưa à? Anh xử cái này. Vẫn chưa à? Chưa à? Dỡ cái này xong mới đào được. Ô thế trưa nay lắp xong lại moi lại à? Vâng, bảo hai ống đi coi em ạ. À. Cho hai ống chạy thì luôn một đường.
Hôm nay là các bác thợ đã bắt đầu là hoàn thiện về bên công trình phụ nhánh sửa rồi ạ. Bảo thì nhập khẩu của đình đó. Ê răng nhỉ, anh Tiền cọ cái này nhỉ? Ê răng nhỉ? Chia thấy ê răng không? Cây bò với cây tre thế. Thế để con đi làm trước. Đâu mày định làm đâu? Định làm đây. Còn đi mày làm đấy thì tao lại làm kia. Đây thì mày lại sang bên này. Đấy, tao lại làm đây. Sụt hết ở đây, cái đường hết ở bên đấy. Hết ở trong. Nó đang đào. Bây giờ đang chuẩn bị đào đấy. Dạ, xoay bán ạ. Đâu ạ? Dưới này được. Chào á. Về xoay bán à? Anh Trao ơi. À, ăn à. Xoài năm nay thì sai chĩu cành luôn. Đây. À, giấm ăn. 2-3 ngày là nó chín vàng rồi. Đã ra chưa? Ra rồi. Cái đấy cây này chưa nhìn, chưa cũng còn là chín cây, như cây mình thích nhiều phết này. Vâng. Cái trên này mát hơn. Anh chắc phải lấy cái gì để vào đây bác, không nó vào ấy nhỉ. Đấy như là. Cái kiểu cái nút này này. Ok. Còn vương. Còn vương. Còn đéo. Còn vương. Cái đấy chứ nước đấy có chảy gì đâu kìa. Hả? Có đấy nữa chứ. Cái gì? Cái đấy nó đào tiếp với nước chưa? Cái nhà vệ sinh nhá. Tiếp với trong kìa. Thì đào vừa lui vào trong, cứ đào và đào vào trong đi. Phải đào thẳng vào nhá. Không thẳng là sau này ngồi là nó bị lệch anh. À, mình ngồi lệch. Anh đào lệch sau này anh đi vào. Phải đào thẳng vào. Ờ, chị Vân ơi, cho em đi về trước này. À, chị cầm 500 nghìn nhá, cái này là 500 nghìn của cô Hà Quế, cô ở Hà Nội là cô có gửi tặng các bác thợ xây để mà mua đồ ăn. Thì em sợ là buổi sáng em đi muộn ý, không kịp ra chợ thì chị cầm với em nhá. Thợ mà mua cho các bác thợ. Hay là cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Vâng, rồi chắc ngày mình đi về thôi nhỉ. Rồi xin phép là đi về thôi ạ. Hôm nay về sớm hơn các bác thợ một chút bởi vì nhà em có việc. Đi về đi.